Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một trong những điều trả thù kẻ thù mình kinh hoàng nhất không phải là tìm cách bế quan tỏa cả kẻ thù, mà một trong điều kinh hoàng nhất là giấu tin lành, không cho kẻ thù được biết để tiếp nhận Chúa Giêsu. Người ta có thể cho kẻ thù tiền, hoặc ngăn cản kẻ thù, hoặc đàn áp kẻ thù, hoặc trả thù kẻ thù, nhưng cái đó không đáng sợ bằng giấu không cho kẻ thù biết về Chúa Giêsu và tin lành. Nếu như người đó không tin Chúa Giêsu được thì thảm họa dưới địa ngục còn kinh hoàng hơn bất cứ một sự trả thù nào mà chúng ta trả thù trên đất này. Còn một phước vô cùng lớn lao khi mà bạn cho người ta, cho người thân, cho người bạn yêu danh Chúa Giêsu và làm chứng cho họ biết về Chúa Giêsu. Bởi cho nên Chúa Giêsu thực sự là món quà từ trời quan trọng nhất cho mỗi chúng ta. Mỗi một lần tôi nhìn hai đứa con của tôi, mỗi một lần tôi nhìn thấy gia đình của tôi, mỗi một lần tôi nhìn thấy những người bạn mà họ được gặp Chúa Giêsu, tôi thấy phép lạ mà Ngài làm trên đời sống của họ. Tôi và bạn đang trên cầu thang máy, có thể đang ở dưới rất là thấp. Có nhiều người nói rằng cái bọn tin Chúa toàn bọn nghèo. Đúng, có thể khởi đầu chúng ta là những người nghèo vì đó là kết quả của những sự làm ở ngoài đời. Bạn bị lừa lọc và thất bại, và trước đây bạn luôn nghĩ rằng tôi là tất cả, tôi giỏi, cho nên hậu quả đã bị thất bại. Và khi bạn nhận sớm ra cái thất bại đó, bạn đã tìm kiếm Chúa Giêsu, không cần phải câu than mà Khổng Minh đã từng kêu than: mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Nhưng vì nó quá muộn cho nên cuộc đời của Khổng Minh cũng tàn luôn. Bạn và tôi được nhận biết câu đó sớm khi còn trẻ và còn cơ hội, cho nên chạy tới với Chúa Giêsu. Và chúng ta giống như đang ở dưới đáy của metro vậy, nhưng đứng vào thang máy, thang máy cứ từ từ lên dần, lên dần, lên dần, lên dần. Còn cái hội kia đang đứng ở trên đỉnh cao, cũng ở thang máy, nhưng mà chiều đang đi xuống. Còn bạn từ từ lên. Chúa nói kẻ công bình giống như mặt trời mọc vậy, sáng dần, sáng dần, sáng dần, sáng dần, sáng dần, cho đến giữa trưa thì mặt trời công bình sáng toang. Bởi vậy cho nên đừng bao giờ bỏ sự trông cậy. Trong sự khó khăn hãy tiếp tục trông cậy, trong sự thất bại hãy cầu xin sự khôn ngoan để bạn có thể vượt ra khỏi sự thất bại đó và là kinh nghiệm bài học cho những kẻ khác. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bài giảng ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp phần 3 của nhóm tế bào. Chúng ta được biết nhóm tế bào phần đầu đó là sự thông công, phần 2 là sự phục vụ lẫn nhau, phần 3 là truyền giảng. Trong nhóm tế bào luôn luôn có 3 phần đó: thông công với nhau, phục vụ nhau và truyền giảng. Hãy nhắc lại cùng tôi từ nhóm tế bào. Nhắc lại thêm từ nữa: tế bào. Tế bào là gì? Hallelujah. Khi bạn học về sinh học thì có từ tế bào. Một tế bào nó có 5 chức năng quan trọng. Một, nó có chức năng sinh sản. Từ tế bào kép, khi mà tinh trùng của người nam với người nữ trứng kết hợp lại thành một tế bào kép, sinh sôi ra đôi, 4, 8, 16 và cứ như vậy phát triển. Tế bào có khả năng tự sinh sản. Điều thứ hai, tế bào trao đổi chất. Nó tiếp nhận vật liệu thô chế biến. Điều thứ ba, tế bào tổng hợp chất đạm và biến chất đạm trở thành chất kháng thể hoặc dinh dưỡng để nuôi. Điều thứ tư, tế bào đáp ứng điều tiết các kích thích từ bên ngoài. Khi nhiệt độ tăng lên, môi trường tăng lên hay là có những phản ứng từ bên ngoài thì tế bào bắt đầu tạo ra sự cân đối lại tất cả những kẻ thù từ bên ngoài xâm nhập. Điều thứ năm, tế bào di chuyển các túi tiết, có nghĩa là nó tìm cách đẩy giải quyết những chất thải mà ở trong mỗi tế bào nó có những chất liệu xấu để thải ra bên ngoài. Có 5 điều mà chúng ta cần biết trong nhóm tế bào: cần phải truyền giảng để nhóm sinh sản, cần phải thông công để trao đổi chất giữa con người này với con người khác, cần phải suy ngẫm bài giảng, sao lại bài giảng ngày Chủ nhật để mà bạn tổng hợp protein hay là tổng hợp chất đạm để nuôi cho những tế bào khác. Bạn cần phải phục vụ lẫn nhau, đáp ứng điều tiết khi mà nhiệt độ thay đổi. Bạn cần phải giải quyết nan đề lẫn cho nhau, có nghĩa là thải những điều không cần thiết ra khỏi nhóm tế bào.
Đó là năm điều mà nhóm tế bào quan trọng. Tại sao dùng từ nhóm tế bào là như vậy đó anh chị em? Amen. Và nhóm tế bào của Thánh Berlin nó có một cái khẩu hiệu rất là quan trọng, bắt đầu từ ba từ mỗi, gọi là tam mỗi. Chiến thuật của Berlin là tam mỗi để mà chiếm Berlin. Một, mỗi khu vực người Việt Nam sống có ít nhất một nhóm tế bào. Hãy xem lại khu vực bạn đang sống có nhóm tế bào nào chưa. Như vậy có nghĩa là bạn cần phải lập nhóm tế bào ngay tại nhà của bạn. Bạn được định cái chỗ ở tại nơi đó. Bạn giới hạn ở trong phạm vi bạn đang sống. Hay xem cái phòng, cái khu vực tòa cao tầng đó có những nhà Việt Nam nào, bắt đầu cầu nguyện cho những gia đình đó. Mỗi một khu vực người Việt Nam sống có ít nhất một nhóm tế bào. Nếu có một nhóm rồi, bạn cần phải nhân tế bào thành đôi. Hai, mỗi một thành viên của nhóm tế bào sẽ là trưởng nhóm tế bào trong tương lai. Ba, mỗi một trưởng nhóm tế bào đào tạo huấn luyện cho ra đời một trưởng nhóm tế bào mới. Đó là ba từ mỗi. Hãy quay sang người lân cận nói rằng nhớ tam mỗi. Mấy cái từ nhắc lại quan trọng lắm đó anh chị em. Thế gian đã ăn cắp quảng cáo từ trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nói rằng những lời mà ta giảng cho ngươi đó, hay viết ra trên cột nhà, trên bảng mà người chạy còn đọc được. Chúng ta thì không làm điều đó. Ở ngoài thế gian đó, Coca-Cola nó đang cắp nguyên tắc này. Nguyên tắc đó là nguyên tắc quảng cáo. Khi người ta đã đi xe ô tô, nhìn thấy nhiều IKEA, McDonald's, Coca-Cola, nó tác động thật nhiều vào tâm trí của họ, làm cho tiềm thức của họ bỗng nhiên chộp được những hình ảnh như vậy. Khi khát nước, nó bỗng nhớ Coca-Cola. Khi nói một đứa trẻ nói McDonald's. Bạn hiểu không? Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta hãy hiểu được cái bảng quảng cáo của cửa hàng nhà bạn đó. Nếu mà 25 năm chưa thay, sơn từng mảng nó trục xuống rồi đó, thì đã đến lúc bạn cần phải hiểu, đầu tư cho ra cái bảng quảng cáo một chút. Bởi vì nó sẽ làm thành công hơn cả lời quảng cáo từ miệng bạn đấy. Amen. Amen. Phòng khách nhà của bạn, nó quảng cáo cho những người khách đến chơi nhà bạn sẽ đến chơi lần nữa. Và có nhiều khi chính con người đến chơi đó lại là một đối tác quan trọng trong cuộc sống của bạn trong tương lai. Họ nhìn vào cách sống của bạn, họ có thể quyết định hướng đi với bạn trong tương lai như thế nào. Đừng bao giờ coi thường tất cả những cái xảy ra xung quanh của bạn. Amen. Hallelujah. Hôm nay chúng ta cùng nhau nghe về nhóm tế bào truyền giảng. Phần thứ ba đó, sách Công Vụ đoạn 2, chúng ta cùng nhau xem. Hallelujah. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, vì trong ngày này có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. 3.000 người thêm vào hội thánh bắt đầu lớn rồi. Câu 46, 47. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời vì được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Hãy cùng tôi đọc lại câu Kinh Thánh. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Được cứu thêm vào hội thánh. Đây là một phương pháp truyền giảng rất đặc biệt. Không phải mỗi ngày có nhiều kẻ tuyên xưng đức tin. Người ta Billy Graham là một người truyền giảng chữ danh nói rằng mỗi một lần ông truyền giảng cho 40-50 ngàn người truyền giảng lớn, người ta tin Chúa Giêsu, nhưng chỉ có 5% những người tuyên xưng đức tin đó đến hội thánh để nhóm thôi. Có nghĩa là 1.000 người tin Chúa hay là 100 người tin Chúa thì nhiều nhất là có 5 người đến hội thánh để thờ phượng. Nhưng tại đây có một phương pháp truyền giảng mà không phải người ta tuyên xưng thôi, mà họ bước vào hội thánh. Họ bước vào hội thánh qua cái gì? Qua ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Ngày nào cũng vậy, chăm chỉ đến đền thờ, họ ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Và qua những điều ở phía trên thì Chúa không phải con người, mà Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào trong hội thánh. Bạn ơi, có một phương pháp đặc biệt quan trọng, đó là thu hút người,
qua mối quan hệ. Tôi nhớ có lần đến nhóm Sokol bên Nga, tôi đến muộn, đến nhóm tế bào muộn, và khi đang đi đến cái hành lang đó, bỗng nhiên thấy cửa của cái nhóm tế bào đó có một chị đang cầm bát cơm, đứa con chạy góc kia, chị nghe nghe qua cái lỗ, có cái lỗ cửa như vậy, nghe nghe qua cái lỗ như này, ngắm ngắm ở bên trong. Tôi lại gần đứng bên cạnh chị, lỗ cửa mà nhóm tế bào bên trong đang hát, tôi đứng cạnh cháu chị anh nhá, cái bọn này nó hát hay lắm anh ạ. Tôi bảo thế sao chị không vào gõ cửa vào? Ồ, nó chỉ dành cho bọn đi theo đạo thôi, còn mình không được đâu anh ạ. Tôi bảo không, tôi là mục sư của họ đấy, đây là nhóm tế bào dành cho mọi người. Chị à, thế à, anh không bắt cơm chứ bỏ chạy đi theo được thằng con. Chị chạy mất. Tôi mới đẩy cửa bước vào, thấy họ mới đang hát, được quỳ gối: Chúa ơi, đưa người thêm vào nhóm tế bào của con, Chúa ơi, hãy phát triển nhóm tế bào. Họ cầu nguyện xong, hát xong, tôi nói rằng: anh chị em ơi, tôi vừa nhìn thấy một phép lạ. Trong khi anh chị em ngồi tại đây cầu nguyện xin Chúa đưa người vào, cửa ngoài thì đóng, còn ở bên ngoài có một người thèm vào mà không ai mời. Họ lại cứ tưởng là dành cho bọn đạo thôi. Sự vui mừng, mối quan hệ tốt đẹp của anh chị em đã hút người ta để ý tới mình. Nhưng mối quan hệ của chúng ta trong ốp này chưa cởi mở để nói cho họ biết rằng dành cho họ nữa. Bởi vậy trên câu Kinh Thánh nói rằng: bẻ bánh dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Tiếp theo, họ ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả những người hàng xóm xung quanh nữa. Và chính cái điều đó mà Chúa đã đưa tay của Ngài qua tay của những con người trong nhóm tế bào đó để cứu vớt những con người xung quanh về với Hội Thánh. Amen. Dùng bữa chung, hãy nhắc lại cùng tôi: dùng bữa chung. Thế mà nhiều người họ thấy rằng dùng bữa chung với nhau là đồ mê ăn uống. Họ luôn khoác tên cái bọn mê ăn uống, cái bọn chỉ thích ăn thôi, cái bọn thế gian. Còn người tin Chúa là phải kiêng ăn thường xuyên, mặt chữ O mồm chữ Y cơ, nhìn đâu cũng thấy khải tượng, bởi vì nó đói bụng mà. Tôi không phê phán kiêng ăn cầu nguyện, nhưng nếu mà kiêng ăn triền miên đến mức độ mà nhìn đâu cũng thấy khải tượng nữa, thì bạn phải cẩn thận. Nhìn đâu cũng thấy linh, thấy quỷ. Có những cái lúc mà chúng ta có nhiều người cầu nguyện trong danh Giê-xu, linh ngủ gật ra khỏi người này, linh gầy ra khỏi người này. Họ nhiều khi họ đuổi mà không biết họ đuổi cái gì nữa. Có một người chị em đi truyền giảng bên Thụy Điển. Cái người ở nhóm nói rằng: tôi nhức đầu quá, tôi nhức óc quá, xin chị cầu nguyện cho. Bà cầu nguyện cùng với mấy người khác: trong danh Jesus Christ, óc ra khỏi đầu. Đặt tay lên đầu của cái người đau đó. Chị kia bảo: tôi bị nhức óc quá. Đặt tay: trong danh Jesus Christ, óc ra khỏi đầu. Mà cầu nguyện rất là say sưa. Cái người đi cùng nói rằng sau khi cầu nguyện xong bảo: may cho chị đấy, Chúa mà nhậm lời cầu nguyện của chị là người này toi rồi. Bà thấy sao lại toi? Ai là cầu nguyện óc ra khỏi đầu đi chứ gì? Thì thành ra là cái đầu của người ta là cái quả dừa. Chắc là chị đó vừa biết người nào cầu nguyện cái đó rồi đúng không? Óc ra khỏi đầu. Thế ra có nhiều người họ nói những điều, họ cầu nguyện cái điều mà nhiều khi họ không hiểu họ đang nói cái gì nữa. Bởi cho nên nhiều khi chúng ta cần phải cẩn thận và phải suy nghĩ xem mình đang nghĩ cái gì, suy nghĩ xem mình đang nói cái gì, và suy nghĩ rằng mình đang ở đâu nữa. Amen. Amen. Hallelujah. Matthew đoạn 11 câu 15-19. Bởi vậy cho nên cuộc sống của chúng ta khi hầu việc Chúa, hay lắng nghe này, đừng bao giờ bạn quan trọng, hãy lắng nghe thôi, nhưng đừng bao giờ quan trọng người ta nói gì về bạn. Hãy tiếp nhận những lời khuyên, nhưng đừng bao giờ tiếp nhận những điều người ta nói về bạn là đúng. Cũng đừng bao giờ, không phải luôn luôn, cái gì bạn nghĩ về bạn cũng là đúng. Vì có nhiều khi bạn nghĩ rằng mình là con bất hạnh, mình là đứa bỏ đi, chưa chắc. Mình là người mẹ tồi, chưa chắc. Đừng xì vả bản thân, nhưng hãy xem Chúa muốn bạn làm cái gì mới là điều quan trọng. Amen. Đây, chúng ta cùng nhau xem lời Chúa nói sau khi Ngài nói chuyện về Giăng Baptist. Ngài nói rằng
ai có tai mà nghe hay nghe. Chưa chắc có tai mà biết nghe đâu. Chưa chắc bạn có hai tai mà biết nghe đâu. Anh chị em có bao giờ soi gương nhìn thấy chuyện lạ lùng, mình có hai tai một miệng chứ không phải hai miệng một tai không? Bạn thử tưởng tượng hai cái miệng nằm đây, một cái tai nằm giữa này, tai thật to, trông nó kỳ kỳ. Hai tai để chúng ta nghe nhiều hơn là nói. Và vì sao lại hai tai? Để bạn biết nghe hai tai, đừng nghe một tai. Cái vấn đề chúng ta nhiều khi giải quyết một nan đề mà bạn chỉ nghe có một tai mà quên nghe hai tai. Bởi vậy cho nên chúng ta đôi khi giải quyết một sự việc bởi định kiến của mình. Hãy cẩn thận định kiến từ người khác gieo vào đầu của bạn. Anh Xanh nói đập vỡ định kiến trong đầu một con người khó hơn đập vỡ một nguyên tử hạt nhân. Đây này, Chúa đang tìm cách đập vỡ định kiến trong đoàn dân mà tới với Ngài đây này. Qua sự nghe thì định kiến của bạn sẽ đập vỡ. Ai có tai mà nghe hãy nghe. Bạn tưởng rằng câu nói này nó thật là vô duyên, tôi không nghe thì làm gì. Thế mà có nhiều người có tai mà không nghe đâu. Chồng nói một đằng bạn hiểu ý khác, vợ nói một đằng bạn hiểu ý khác. Hai vợ chồng bán nhau đi ô lọc ở đâu, gần một tiếng đồng hồ vợ giải thích và anh nghĩ sao? Mình mua cái máy đã được đấy. Ông đang ở đâu? Kinh Thánh chép tiếp, ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ kêu la cùng bạn mình mà rằng, ta thổi sáo mà chúng mày không nhảy múa, ta than ván mà chúng mày không khóc. Dường như họ đang cố gắng điều khiển người khác. Họ là đám trẻ con hờn dỗi. Anh chị em đã từng lần nào nhìn thấy con của bạn hờn dỗi rồi đấy. Thích đi đá bóng cơ, cho nó ra đá bóng, không đá bóng đâu, thích đi đâu, đào đất cơ. Bạn nó đánh đàn mà hỏi, nó bảo ba má nhảy, nên là bạn nhảy mờ, nó bảo không, phải nhảy kiểu khác cơ. Không bao giờ làm sao cho nó con nó hợp lòng. Bởi vì câu trả lời đơn giản, nó không muốn bạn nhảy đâu, mà nó muốn điều khiển bạn. Đoàn dân này đang muốn điều khiển Chúa Giêsu, muốn Chúa phải làm theo cái gì mà họ muốn. Họ đánh đàn, Chúa phải nhảy nhảy. Nhảy nhảy thì Chúa mới là đẹp lòng Đức Chúa Trời Cha. Họ bảo họ khóc, Chúa phải khóc cùng cơ. Chúa nói giống như con trẻ ngồi giữa chợ. Tại sao nó lại khóc ở giữa chợ? Nếu thực sự muốn nói chuyện với cha mẹ của mình hay về nhà, tại sao ra giữa chợ mà khóc? Câu trả lời, mục tiêu không phải để giải quyết nan đề. Mục tiêu là đang muốn quảng cáo, tôi đang khóc đây. Con trẻ là như vậy đó. Tiếp theo, vì răng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng răng bị quỷ ám. Nó luôn luôn có cách suy luận riêng theo kiểu của nó. Khi ăn cầu nguyện thì bảo đúng là đồ quỷ ám, người tong teo kìa. Ăn trống trống, khoác cái lông cừu, ở trong sa mạc, uống nước suối, đúng là quỷ ám. Tiếp theo, con người viết hoa, có nghĩa là Chúa Giêsu đến, hay ăn hay uống thì họ nói rằng kia là người ham mê ăn uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy. Mọi người thấy không? Họ đâu có biết được rằng chương trình của Chúa có từng giai đoạn, rằng Baptist phải là người đi trước để dọn đường, là một tiên tri Eli đi trước. Rồi sau đó chàng rể là Chúa Giêsu xuất hiện. Và khi chàng rể xuất hiện thì người ta không còn nhìn ăn nữa. Anh chị em vừa rồi đám cưới Hòa Thanh được biết đấy, khi Chúa rể chưa xuất hiện thì vẫn phải bịt miệng lại, đợi cho đến khi họ bắt đầu ngồi vào bàn ăn uống thì mình mới ăn. Thì cũng như vậy, con trẻ không biết được giai đoạn, con trẻ không hiểu biết được điều cần phải xảy ra. Nó chỉ thích mọi sự xảy ra theo ý của nó mà thôi. Nhưng câu trả lời phía dưới song le, sự khôn ngoan được xưng là phải bởi việc làm của sự ấy. Nhìn quả mà biết cây, nhìn quả mà biết cây. Đoàn dân đòi Chúa phải chăm sóc hết thảy những người nghèo. Chúa nói rằng người nghèo ở với các ngươi luôn, còn ta thì không. Chúa đã bỏ người què ở cửa đẹp mà Ngài đi qua đó rất nhiều lần, nhưng Ngài đã đào tạo ra một kẻ khác để sau này chữa lành cho kẻ què đó là Phê-rơ và răng. Cái đó mới là điều quan trọng. Mọi người hiểu không?
Một người không thể đáp ứng hết thảy mọi nan đề được. Nhưng mà Chúa Ngài dành rất nhiều thời gian để đào tạo môn đồ những con người giống như Ngài. Người ta nói bạn thành công thế nào không quan trọng. Thành công của cuộc đời bạn phụ thuộc sau khi bạn qua đời, cái thành công đó còn tiếp hay không mới là điều quan trọng. Hoàng đế Alexander đại đế của Hy Lạp, sau khi ông qua đời tuổi 30, đế quốc Hy Lạp của ông bị chia làm 10 mảnh khác nhau, loạn. Ông không phải là người lãnh đạo giỏi, ông là người chiến sĩ giỏi, đánh đâu thắng đó. Nhưng ông không phải là một người lãnh đạo giỏi, bởi vì sau khi ông qua đời, sự chết và chiến thắng của ông nó cũng chết theo luôn. Bởi vậy cho nên bạn ơi, cái vấn đề không phải bạn sống và làm cái gì bây giờ. Cái vấn đề lớn hơn, xa hơn là bạn có thể tạo ra những người giống như bạn khi bạn rời khỏi đất này hay không. Cái đó mới là điều quan trọng. Amen. Sự khôn ngoan qua việc làm của nó. Hãy nhìn vào kết quả. Hãy nhìn vào kết quả. Hãy nhìn vào kết quả. Nếu sự kiêng ăn mang tới kết quả nhiều linh hồn được cứu thì hãy amen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Nếu sự ăn uống, sự nướng thịt mà đưa người ta tới với Chúa nhiều hơn, hãy amen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Còn nếu như bạn tiêu tụy vì kiêng ăn mà cuối cùng vợ con bỏ nhà ra đi và không một ai tin Chúa Giêsu, thì tôi đặt câu hỏi, bạn kiêng ăn bởi động cơ nào? Amen. Vất vả không quan trọng bằng kết quả. Tôi nhắc lại này, vất vả không quan trọng bằng kết quả. Đội Bayern giữ bóng hơn 70% thời gian trong trận 90 phút, nhưng kết quả cuối cùng thua vẫn cứ thua. Người ta nói rằng giữ bóng để làm gì? Cái quan trọng làm sao sút thủng lưới đó mới là cái quan trọng. Cứ dê sắt đến gần đến gôn thì sút ra ngoài. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, kết quả là quan trọng, kết quả là quan trọng. Amen. Hãy nói với lân cận rằng kết quả trả lời. Hallelujah. Giăng đoạn 1 câu 38-42. Oh hallelujah. Tôi không hề muốn chê trách sự truyền giảng, mà tôi đang muốn nói về kết quả của sự truyền giảng qua nhiều cách khác nhau. Không phải bạn chỉ ra ngoài chợ, không phải bạn chỉ ở đền thờ, cũng không phải bạn chỉ nhóm tế bào. Ở đây, trong khi Chúa xuất hiện, Giăng Baptist nhìn thấy Chúa Giêsu nói rằng kìa là trên con Đức Chúa Trời, đấng cứu thế gian khỏi tội. Hai người môn đồ của Giăng Baptist chạy theo Chúa Giêsu. Khi họ chạy theo như vậy, Đức Chúa Giêsu vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình thì phán rằng, các người tìm chi? Thưa rằng, Rabbi nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Câu hỏi thật đặc biệt, không hỏi thầy là ai, mà hỏi thầy ở đâu. Bởi vì thầy là ai đã được Giăng Baptist nói trước rồi, đây là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng xuống thế gian cất tội lỗi. Họ không muốn hỏi thầy là ai, mà họ muốn xem thực tế cuộc sống của ông này như thế nào, thầy ở đâu. Tiếp theo, Ngài phán rằng hãy đến mà xem. Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó, lúc bây giờ đổ chừng giờ thứ 10, lúc 4 giờ chiều. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó là một là anh Rê, em của Simon Phêrô. Trước hết tìm gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta đã gặp đấng Messi, nghĩa là đấng Christ, hay chưa? Đây là một câu chuyện ngắn, chỉ có một lần thăm viếng mà hai con người này đã dâng cả cuộc đời của mình cho một đấng chỉ bởi một lần thăm viếng nhà của Chúa Giêsu. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, đừng bao giờ nghĩ thăm viếng nó là một điều gì đó tồi hay là không thuộc linh. Bạn có thể đến nhà người ta không cần phải làm một hội thảo, truyền giảng hay seminar về thuộc linh, chỉ đơn giản đến thăm viếng người ta thôi. Thế mà cái gì đó đã thay đổi trong cuộc đời của người đến thăm viếng đó. Trong buổi nói chuyện, Chúa Giêsu nói gì với Sa-chê mà Sa-chê được thay đổi mạnh mẽ như vậy? Ngài nói gì với Ma-thiơ? Ngài nói gì với người đàn bà xấu nết? Thế mà cuộc đời họ thay đổi. Có một vị mục sư đang nổi tiếng tại Dnipropetrovsk, Ukraine. Ông nói rằng một lần thăm viếng, kết quả mối quan hệ của người đó gần với mục sư đó bằng 20 bài giảng.
một lần thăm viếng của một người trưởng nhóm tế bào trên người khác bằng 20 lần đứng trên bục giảng để giảng. Bởi vậy cho nên sự thăm viếng quan trọng. Amen. Amen. Hallelujah. Truyền giảng có hai cách, một là truyền giảng rộng và hai là truyền giảng sâu. Truyền giảng rộng là ra ngoài chợ công bố Giê-xu là Chúa. Ra ngoài chợ Đồng Xuân, chúng ta gặp bất cứ người nào phát truyền đạo đơn và nói cho họ biết về Giê-xu. Nhưng có một loại truyền giảng sâu, đó là qua mối quan hệ, qua tình đồng hương, qua nhóm tế bào, qua đến thăm viếng, qua ăn chung, uống chung với nhau, qua nướng thịt. Sách Luca đoạn 10, đây là phương pháp truyền giảng không hề cũ. Có ai đã nói rằng ông Giang Kỳ Châu, hội thánh gần 1 triệu người tại Nam Hàn, ông vừa phát minh ra một cách mới? Không, bản thân ông nói không hề mới. Ông chỉ đơn giản đào lại cái gì cũ ở trong Kinh Thánh thôi. Đó là hệ thống nhóm tế bào mà bạn và tôi đang thực hiện. Câu chuyện kể lại, Chúa Giê-xu lựa chọn 70 môn đệ, kế đó Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Đây là Kinh Thánh thứ hai mà trước đó Ma-thi-ơ 10, Chúa đã lựa chọn 12 sứ đồ, gửi đi từng đôi một. Và ngay sau đó Ngài chọn 70 người như thế này: 12 người Ngài gửi lên phương Bắc Israel, còn 70 người này Ngài gửi về phương Nam Israel, là nơi mà Ngài đang trên đường tiến tới Jerusalem. Họ đi từng đôi một, chơi đồng đội, không đánh lẻ. Nếu bạn đã từng xem những bộ phim về cao bồi Texas, bạn sẽ nhìn thấy cao bồi luôn phi ngựa một mình, bắn súng hai tay. Phi ngựa bắn súng rất là nhanh. Và thường như người cao bồi đó không bao giờ bạn nhìn thấy đóng phim có dâu hết hay là già. Cao bồi toàn trẻ thôi, bởi vì có sống lâu đâu mà già. Mọi người hiểu không? Chơi một mình, dù là Rambo thì sớm muộn gì cũng bị bắn tỉa chết. Còn nếu như bạn chơi đồng đội thì sẽ có người đứng ở sau lưng bạn, đỡ đạn cho bạn. Họ sẽ bảo vệ lưng của bạn. Bởi vậy cho nên đồng đội rất là đặc biệt. Đồng đội cực kỳ hay. Tôi thích làm việc đồng đội. Tôi thích có những con người đứng bên cạnh. Cái đó là điểm mơ ước, không phải là dễ đâu. Chúa đã dạy chúng ta cách làm việc từng đôi một. Ngài phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì chúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt tới mùa của mình. Hãy nói với tôi từ mùa của mình. Vừa rồi Trưởng lão Vương có chia sẻ về sự dâng hiến. Nghe thì có nhiều người sẽ bị dị ứng. Trưởng lão nói rằng khi dâng hiến phải thực dụng. Có nhiều người nghe chắc là sẽ bị dị ứng. Ơi, dâng hiến cho Chúa mà lại thực dụng, đấy là đời. Tôi dâng hiến tôi không hề nghĩ sẽ nhận được cái gì. Nghe thì thuộc linh lắm, nhưng mà không, bạn không nói với từ lòng của bạn. Người làm nghề nông nghiệp khi gieo hạt giống họ rất thực dụng. Thực dụng thứ nhất, họ thừa biết họ sẽ gặt cái gì sau 4 tháng sau. Thực dụng thứ hai, họ biết họ sẽ nhận cái gì và bao nhiêu của cái mùa gieo bây giờ. Chứ họ không bao giờ họ gieo xong bảo là không sao, gặt được thì gặt, không gặt được thì thôi, tớ không gặt được tớ đi ăn mày. Không có cái đó. Thành ra chúng ta hãy thực tế một chút. Amen. Hallelujah. Bạn khi dâng hiến tiền bạc đừng gieo theo cái kiểu gặt được thì gặt, không gặt được thôi, tớ bố thí cho Chúa. Cho Chúa đã nghèo, xin lỗi, Chúa không giàu lên bởi tiền dâng hiến của bạn đâu. Sự dâng hiến này là một nguyên tắc giúp cho bạn, chứ không phải cho Chúa. Amen. Hallelujah. Có một lần truyền giảng ở trên hội thánh, tôi nghe thấy có một số người dưới khi kêu gọi lên tin Chúa, họ huých 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 gì kia, lên động viên cái ông giảng. Tôi đã stop. Tôi mời bạn lên tin Chúa Giê-xu không phải lợi cho tôi đâu. Trước mắt là lợi cho bạn, cho vợ bạn, cho chồng bạn, cho gia đình của bạn, chứ không phải lợi cho tôi. Tôi không cần bạn tin Chúa để cho đông người. Tôi ước ao bạn bước vào nước trời cơ, chứ không phải để cho hội thánh đông người. Đừng làm điều đó để cho tôi được vui và đỡ bị tủi thân khi bài giảng giặt cổ bỏng họng. Bởi vậy cho nên sự dâng hiến này, khi người nhà nông gieo hạt giống xuống thì người đó cần phải biết rằng tôi thiếu cái gì tôi mới gieo cái đó, tôi cần cái gì gặt thì tôi mới gieo cái đó ngày hôm nay. Thực dụng chứ không phải là để hạt giống phí đâu.
Và trước khi gieo, họ lựa chọn những hạt giống tốt. Bởi vì hạt giống mà lửa lép, lửa chắc á, thì gieo xuống nó không lên cây gì hết. Gieo phí, thả cho vào đồi, ít ra ăn được nửa. Mọi người hiểu không? Bạn đã từng ăn nửa hạt gạo rồi đấy. Thời kỳ bao cấp ấy, cho gạo xuống nổi lên một nửa đấy. Thậm chí có nhiều con bọ còn bơi. Mẹ tôi bảo không sao, đừng vứt nó ra, ít ra là có chất đạm. Chỉ nhặt sạn thôi. Ok, quay trở lại, chúng ta cần cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt tới cánh đồng của mình. Và chúng ta là con gặt đầu tiên trong mùa của mình, không phải mùa của Chúa, trong thế giới của mình. Amen. Tiếp theo, hãy đi, này ta sai người đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Bạn đi truyền giảng, đừng bao giờ nghĩ bạn là vua. Đừng bao giờ nghĩ bạn đến chợ Đồng Xuân là vua đang đi này. Các sói của chợ Đồng Xuân cần khẩn trương ngả mũ, giải áo cho vua đang đi đây. Vua đi giảng tin lành đây. Nếu bạn đi truyền giảng với thái độ như vậy, cả Chúa thối nếu là mặt bạn đấy. Thế là Chúa nói rằng khi các con đi truyền giảng tin lành, các con như chiên ở giữa bầy muông sói, nó ăn thịt đấy, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Tôi đi truyền giảng Opsokon, trời mùa đông, tại Moscow. Truyền giảng 4-5 tên sinh viên đánh đàn đứt một giây, cứ phẳng như vậy. Này ngày hôm nay ngày mai nó đi ngang qua, họ hất nước rồi họ vứt rác, họ biết chúng tôi đứng ở đó mà họ cứ vứt như vậy. Xin lỗi, chị nhầm, chị tưởng không có ai. Hát cả ngày mà còn tưởng không có ai đây. Có người đang hát như vậy truyền giảng, ông kéo cái cửa ra bảo đây đây đây, mấy chú em đi chỗ khác hổ cái, hát chỗ khác cho anh ăn đỡ mất ngon. Đấy, chửi như vậy đấy. Có lần tôi đi về treo cái áo lên trên cái mắc áo, cởi áo ra treo cái mắc áo, hai cục đầm ở lưng lủng lẳng như vậy. Tôi không hiểu nó nổ kiểu gì mà đi từ Opsokon về cái chỗ tôi ở mà không ai người ta chỉ cho tôi, cũng nó không dùng đi nữa. Khi treo lên hai cục đầm ở lưng, nó giống như mắt của Satan nói rằng cút ngay về với người Ukraine đi, đi truyền giảng cho người Nga, người ta tin mày, còn người Việt Nam không có người ta tin đâu. Bạn tưởng tượng không, hai cục đầm nó nhổ vào lưng tôi lúc nào tôi không biết. Bạn biết cái từ gọi là lộn tiết lúc đó như thế nào rồi đấy. Tôi lộn tiết, tôi tưởng tượng cái mặt của nó, tất nhiên là mặt nó không biết là mặt kiểu gì, nhưng mặt Việt Nam rồi. Và ước ao rằng mà nhìn cái mặt đó là mình xông vào là cắn xé một mất một còn. Thằng heo, mày không nhổ vào mặt thẳng của tao mà mày nhổ xói ngạ. Và trong lúc tôi đang nhìn thấy hai cục đầm như vậy, Chúa nói với tôi rằng con, thay đổi một người, hồi đó mới đang cầu nguyện 65 triệu người thôi, chứ không phải 90 triệu như bây giờ đâu. Còn thay đổi một người khó hơn hay là 65 triệu người khó hơn? Tôi rất ngây thơ, một người dễ hơn. Chúa nói tôi, ta muốn thay đổi con trước tiên. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng thay đổi người khác. Nếu như bạn không thay đổi, đừng nghĩ thay đổi người khác. Ta muốn thay đổi con ngày hôm nay này, chứ không phải ngươi muốn qua ngươi thay đổi người khác, trong khi ngươi không chịu thay đổi. Và tôi hỏi, thay đổi chỗ nào? Hai cục đầm đấy. Đừng nghĩ đi truyền giảng là vua. Mà tôi nghĩ rằng người ta đón tôi giống như một người mang sự phấn hưng đến cho Việt Nam. Ray Khát Bon Kè Trần Mạnh Hùng đấy. Và họ đón kiểu khác đấy. Đấy đấy. Họ đón chúng ta đấy, kiểu khác đấy. Một bầy muông sói mang dĩa, mang thớt ra chuẩn bị lão đại đây. Anh đợi em đây, chứ không phải đơn giản đâu. Thành ra chúng ta đi truyền giảng không ngây thơ. Amen. Chuẩn bị mọi tình huống. Đi truyền giảng khác nào chiên con giữa bầy muông sói. Chiên không có vũ khí, nó không có móng vuốt, nó không có nanh vuốt, nó không có nọc độc, không có đuôi để nó bụt, không có sừng để nó hút, không có miệng ngá hay giống như cá sấu. Nó chả có cái gì hết ấy, ngoài người chăn. Vũ khí của chiên là người chăn và chuồng chiên. Thành ra hỡi những con chiên con của Đức Chúa Trời, khi đi truyền giảng, hãy khôn ngoan từ ngay, hãy nhò cày từ ngay. Chúa sẽ giúp chúng ta thành công qua sự yếu đuối. Amen. Tiếp theo, đừng đem túi bao giày. Túi là tiền, bao là lương thực, giày là cái mà thuận tiện nhất. Ngày xưa người ta đi dép, họ có một cái bao, nhà giàu một chút họ có đi cái bao bọc, đi cho nó không bị nứt chân, không bị đau chân. Nó là cái sự tiện nghi. Đi truyền giảng, hãy nhớ một điều này, Chúa sẽ lo cho mình. Ngay cả khi
có đủ tiền vé mà không có tiền đi đường nữa ông Vượng. Chú vẫn lo cho mình. Bỗng nhiên chú để cho một người đàn bà hóa ở tại Chí Linh đưa cho 10 triệu. Ông Vượng suýt là ngất. Ông Vượng thấy người ta đến lại gần chống như vậy, bảo thôi bà này chắc phải cầu nguyện cho chú chữa lành, chuẩn bị sẵn 20 để cho bà đi ăn phở. Vừa mới chuẩn bị cầu nguyện xong, bà rút ra một cái phong bì. Trưởng lão hãy dùng số tiền này đi chuyên giáo. Bà nói có phèo phào vì vừa ăn cháo à? Và sau cái tiền này là tiền gì? 10 triệu. Chú này sẽ làm nhiều điều mà làm chúng ta bị sốc. Amen. Tiếp theo, đừng chào ai dọc đường. Đây là câu kinh thánh nguy hiểm này. Bà đi chuyên giáo, anh vừa chào, cái mặt kiểu vinh vinh như vậy làm sao mà truyền giảng nổi. Người ta hỏi tại sao người mặt vinh như vậy. Chúa dạy đừng chào ai dọc đường. Xin lỗi, bạn phải hiểu rõ câu chào ai dọc đường đây nói về cái gì, chứ không phải nó bất lịch sự. Nếu như không chào ai dọc đường thì làm sao mà có câu sau đi vào nhà người ta ăn. Ai người ta mở cái mặt cái vinh như thế này, giống như cái bánh đa như vậy, làm sao vào nhà được. Chúa đang nói đừng chào ai dọc đường là theo kiểu chào hỏi Đông Phương. Chào hỏi Đông Phương là gì? Abraham thấy khách là thiên sứ tới, sắp mừng chào, hôn, lấy nước rửa chân, rồi lấy dầu sức lên đầu. Đó là chào hỏi đấy, chào hỏi kiểu Đông Phương đấy. Chúa nói với Simon, ta vào nhà ngươi, ngươi không cho đầy tớ nước rửa chân ta, ngươi không hôn tay ta, ngươi không sức dầu trên đầu ta. Còn người đàn bà này, nước mắt rửa chân ta, tóc lau chân ta, dầu thơm sức dưới chân của ta. Đó là cái cách chào hỏi đấy. Lớp thời gian lắm, mọi người hiểu không? Khi ông Vượng đi truyền giảng đến nhà tôi, chào ông Vượng, mình cùng nhau bước vào phương pháp chào hỏi Đông Phương. Ông Vượng cứ chuẩn bị nghe, chuẩn bị đi lành, tôi đã phải chào hỏi đâu trước đã. Ông vừa bảo Chúa Giêsu từ từ đã, rửa tay con đồ khẩn trương, sao phải lâu thế, 15 phút rồi. Ông vừa bảo hãy nghe tôi già, từ từ đã, phải chào hỏi nhau đã. Mất 15 phút thằng hầu mới mang nước là rửa chay rửa tay xong. Ông vừa chuẩn bị nói với Giêsu từ từ đã, chưa xong từ công thức chào hỏi dầu lau khẩn trương để sức dầu thơm. Mất được khoảng tiếng rưỡi đồng hồ. Thầy Chúa mới nói rằng đừng có chào hỏi ai dọc đường kiểu như vậy. Đến nhà thứ ba thì mặt trời đã lặn rồi, chưa nói được cái gì, đã khuya rồi, mục đích không còn đạt được mà toàn chuyện vớ vẩn. Ta gửi các ngươi đi truyền giảng tin lành chứ không phải đi chào hỏi kiểu Đông Phương, mất thời gian. Tiếp theo, hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói cầu sự bình an cho nhà này. Đó là điều chúng ta phải thay đổi. Có một số người vào thăm nhà người ta đó, giống như Pulisai ấy, kiểm tra kỹ thuật nhà cửa. Ôi sao đất thế kia, mạng nhện mắc thế kia, thế nhà này mà gọi là nhà. Thật ra nhìn thấy người đó người ta không muốn mời vào nhà nữa. Vì toàn chỉ tội thôi, toàn moi móc rác nhà người ta ra thôi. Và lời Chúa nói rằng, hãy vào nhà trước hết hay nói cầu sự bình an cho nhà này. Cầu sự bình an không phải là bạn nhắm mắt, tôi đã trước khi làm bất cứ điều thì tôi cầu nguyện đã. Ô sao là ba cái ra là ba, một hồi đó là bạn bảo bắt ra cái đã thấy có hai ông bê bạn ra ngoài đường đứng rồi. Đừng có thủ tục tôn giáo kiểu như vậy, hãy nói những điều tích cực, đó là sự bình an. Mọi người hiểu không? Đừng mang sự bất an tới cho gia đình. Ngay cả bạn cầu nguyện tiếng là hay là cầu nguyện âm âm mà người ta không hiểu cũng là sự bất an đến gia đình này rồi. Còn nếu như bạn thực sự là tin lành, hiện thân của tin lành, mà tin lành đó là tin lành của bạn, như Phao-lô nói tin lành tôi nó ngấm trong máu thịt của bạn, thì bạn đang đứng trong nhà của họ, là tin lành đang hiện diện ở trong nhà của họ rồi. Amen. Tiếp theo, nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ bằng không, sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người nào làm công đáng được tiền lương của mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác, hãy ở nhà đó ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi. Hãy nói cùng tôi từ ăn uống nha. Sự ăn uống cùng với chủ nhà đó là hành động bạn hòa đồng với người chủ nhà. Khi bạn ăn uống cùng với họ thì bỗng nhiên bạn đồng cảm với cái người chủ nhà. Và hãy lắng nghe này, người châu Á đấy, đặc biệt Đông Phương, khi mở miệng là lòng bắt đầu mở. Trên không nghiễm nhiên biết bao nhiêu hợp đồng được ký trên bàn tiệc. Chúa nói, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta, mở cửa ta vào
kiêng ăn cùng với người 3 ngày. Không có. Ăn tối cùng với người và người ở cùng ta. Chúa nói hãy ăn cùng với họ. Tôi rất là thích thú khi ăn cùng với những người khác. Khi trong khi ăn như vậy đó, bạn bắt đầu nghe họ tâm tình. Bắt đầu bạn ăn được hết bát cơm thứ nhất thì bắt đầu lòng họ mở tuột, không cần giữ cái gì nữa. Họ bắt đầu kể cho bạn nghe con họ ốm thế nào, họ cãi nhau với vợ ra làm sao, họ ném cái đĩa đi vỡ toang ra làm sao. Và bắt đầu từ đó bạn lần ra được nan đề mà họ đang gặp bây giờ. Người khôn ngoan giống như cái gầu múc ở giếng sâu trong lòng của người khác ra, biết được nan đề của họ. Tiếp theo, thế các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước hay ăn đồ họ sẽ dọn cho, hãy chữa cái bệnh ở đó. Đó là đáp ứng nhu cầu. Có 4 bước này. 1 là vào nhà chúc sự bình an. 2 ăn uống cùng với họ. Trong khi ăn uống như vậy, bạn sẽ biết được nhu cầu và hãy đáp ứng. Kẻ giàu không phải là không có nhu cầu đâu, nó có nhu cầu khác. Giàu về tiền nhưng mà lại nghèo về cái khác. Hãy đáp ứng cái khác của họ. Kẻ nghèo, nghèo đấy nhưng mà lại giàu ở cái khác. Kẻ bị bệnh, nó bị bệnh nhưng mà nó lại khỏe ở lĩnh vực khác. Không phải người nào cũng khỏe hết đâu. Thành ra bất cứ người nào khi bạn vào tiếp xúc với họ, ăn uống chung với họ, mục tiêu của bạn là bác sĩ để mà kiểm tra xem con bệnh này cần phải chữa cái gì. Mọi người hiểu không? Hãy đáp ứng. Họ cho bạn ăn, còn bạn đó, hãy tìm nan đề của họ để đáp ứng. Và khi nan đề của họ được đáp ứng rồi, câu tiếp theo, không cần bạn phải đè họ ra bắt tin Chúa. Họ sẽ nói rằng, tôi phải làm gì để mà được sự cứu rỗi? Ông ơi, bà ơi, tôi phải làm gì mà sau cái gì mà ông nói hay thế? Cái gì mà Chúa đụng cái là tôi thấy người dần chắc tâm chắc hết bệnh rồi. Tôi phải làm gì? Chúa nói, nước Đức Chúa Trời đã đến với các người. Đó là dạng tin lành. Chuyên giảng qua mối quan hệ qua 4 bước này. 1 vào nhà chúc sự bình an, để cho sau này gặp bạn họ vẫn muốn mời tới nữa, bởi vì cứ gần bạn là thấy có sự bình an, cứ gần bạn bất an cũng trở thành bình an, thành ra họ muốn mời bạn tới. Điều thứ hai, ăn cùng với họ để bạn không kiểu cách hòa đồng với họ. 3 hãy tìm nhu cầu đáp ứng. 4 hãy rao giảng nước trời, hãy nói về tin lành cho họ về Chúa Giêsu. Amen, amen. Đó chính là bài giảng của tôi ngày hôm nay. Muốn chia sẻ với bạn biết truyền giảng có nhóm tế bào như thế nào. Luca đoạn 10 rất là quan trọng. Amen. Mời chúng ta đứng dậy nào. Hallelujah. Mời ban tôn vinh lên phía trên. Hội thánh chúng ta giống như con chim đại bàng 2 cánh. Một cánh tại nhóm ngày chủ nhật thờ phượng Chúa. Cánh thứ hai là nhóm tế bào. Mỗi một thành viên trong hội thánh này cần phải nắm được chiến lược của hội thánh. 1 là ngày chủ nhật, 2 là nhóm tế bào. Nếu bạn không nắm được cái chiến lược này, bạn không thể là thành viên của hội thánh tại Berlin được. Nếu thực sự Chúa kêu gọi bạn tới là thành viên hội thánh thì bạn cần phải biết chỉ có cách này mới chiếm được cộng đồng Việt Nam cho Chúa Giêsu thôi. Thế ra bạn cần biết rõ điều đó. Qua nhóm tế bào, Chúa sẽ nhắc lên những người lãnh đạo. Vì khi bạn chăm sóc 5 người, 4 người đầu tiên, bạn bắt đầu trở thành một người chăn bầy nhỏ rồi. Bạn sẽ được trang bị, bạn được chăn bầy để chăn bầy, bạn được lãnh đạo để lãnh đạo. Nếu chúng ta có 20 nhóm tế bào, chúng ta có 20 mục sư trong tương lai rồi, 20 con người làm việc trong tương lai. Thế ra bắt đầu chia bớt quyền, chia bớt trách nhiệm cho những người khác. Việc nhỏ, nhóm trường nhóm nhỏ sẽ giải quyết, rồi sau đó đưa lên người cao hơn, nó sẽ được giải quyết tức thì. Đó là hành động của tế bào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.